Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe đạp đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp gạo hạt ngọc trời diễn ra ngay trước thềm giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019. Nếu như giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long 2019 lần đầu tiên có 5 ngoại binh tham dự, thì giải xe đạp VTV Cup 2019 cũng có tới 6 đội đua quốc tế. Chính vì vậy mà giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long được coi là cữ dượt hoàn hảo để các đội tiến tới VTV Cup 2019 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. MyLife Đồng Nai có lẽ là đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho VTV Cup khi tân binh Jordan Para giành cú đúp danh hiệu áo vàng và áo xanh của giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long. Điều này khiến đội đua này đặt mục tiêu rất cao tại VTV Cup năm nay. Để chuẩn bị tốt cho cái giải VTV thì chúng tôi đã cho vận động viên này thi đấu ở cái giải đồng bằng sông Cửu Long thì để cho vận động viên làm quen với khí hậu và cách đua của Việt Nam. Và thành tích đạt được thì nói chung là có thể nói là ngoài mong đợi của chúng tôi. Năm nay chúng tôi quyết định là cũng quyết tâm là cũng sẽ tạo thành tích cho Luis đề ra ở VTV Cup năm nay. Với đội tập đoàn Lục Trời An Giang thì giải đồng bằng sông Cửu Long là cuộc tập dượt cho Quang Văn Cường để thay thế vị trí nước rút của Nguyễn Thành Tâm. Quang Văn Cường đã có màn trình diễn ấn tượng khi có hai trạng mặc áo vàng và đoạt hạng nhì cá nhân chung cuộc. Tuy nhiên, tay đua này vẫn khá khiêm tốn đặt mục tiêu cho mình. Năm nay thì em cũng đặt mục tiêu cho mình là cái chiếc áo trắng của VTV Cup lần này. Ekip VUS Thành phố Hồ Chí Minh cũng có bước chạy đà quan trọng. Họ vẫn giữ được vị trí số 1 đồng đội tại giải đồng bằng sông Cửu Long. Dù phần lớn các nội binh đều luống tuổi, nhưng kinh nghiệm của Lê Văn Duẩn, Nguyễn Trường Tài, Mai Nguyễn Hưng cộng thêm sức mạnh từ ngoại binh Sada Perez thì huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt có lý do để hy vọng tại VTV Cup. Cái giải VTV thì có rất nhiều đội mạnh qua nên chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để cũng cố gắng nằm vô trong top 3. 9 chặng đua, hơn 800 km đường bằng rõ ràng là một cữ duyệt tuyệt vời với các đội đua quốc nội. Tất cả đã có những sự kiểm tra thực lực và chọn ra được lực lượng ưu tú nhất tranh tài tại VTV Cup sẽ được khởi tranh vào đầu tháng 9 tới đây.